Sau đây là bản tin nói về việc Hoa Kỳ sẽ giới hạn visa đối với phụ nữ mang thai để tránh du lịch sinh con. Theo CNN, chính phủ của Tổng thống Donald Trump sẽ công bố giới hạn mới về việc cấp visa nhằm ngăn chặn tình trạng du lịch sinh con của các bà bầu đến Hoa Kỳ để sinh nở, để sau đó con của họ đương nhiên có được quốc tịch Mỹ. Theo các hướng dẫn được Bộ Ngoại giao phát hành từ hôm thứ Tư, người nộp đơn xin visa nếu bị nhân viên tòa đại sứ hoặc lãnh sự quán coi là có ý định đến Hoa Kỳ để sinh con sẽ bị đưa vào thành phần người ngoại quốc tới Hoa Kỳ trị bệnh. Người nộp đơn xin visa loại này sẽ phải chứng minh họ thực sự sang Hoa Kỳ để trị bệnh và có đủ khả năng tài chánh để chi trả cho việc này. Bộ Ngoại giao chính thức công bố quy định mới trong ngày thứ Năm và quy định mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 24 tây tháng 1. Trên thực tế, việc đến Hoa Kỳ để sinh con là điều hợp pháp, dù rằng đã có một số vụ trong đó nhà chức trách bắt giữ người điều hành đường dây du lịch sinh con với lý do là gian lận visa hoặc là trốn thuế. Việc đưa ra quy định mới về visa đối với phụ nữ mang bầu là một cách để ngăn chặn tình trạng du lịch sinh con. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra câu hỏi làm thế nào nhân viên tòa đại sứ biết được người nộp đơn đang có bầu và liệu tất cả phụ nữ đều có thể bị nhân viên ở biên giới không cho nhập cảnh chỉ vì nghi ngờ họ có bầu hay không? Theo CNN, du lịch sinh con là một dịch vụ béo bở ở Hoa Kỳ cũng như thành phần môi giới ở các quốc gia khác. Nhiều công ty quảng cáo và ra giá cho dịch vụ của họ có khi lên đến 80.000 Mỹ Kim để lo đủ mọi thứ từ nơi ở cho đến việc săn sóc sức khỏe của thai phụ. Hiện thời chưa rõ có bao nhiêu phụ nữ ngoại quốc đến Hoa Kỳ chỉ để sinh con.